Hi, xin chào tất cả các anh chị nha. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị gần xa đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ shop của em. Hôm nay thì shop em giao một bé búp về với Đồng Tháp nha. Đây là hình ảnh mà bên em giao đến nơi cho khách à. Và anh khách có chạy ra rước, chạy ra đầu đường để mà nhận bé, do là đường vô nhà khách nó quá là hẹp á, cho nên là bên em không có vô đến tận nơi được. Và anh khách đang nhận và kiểm tra bé à. Xin cảm ơn anh trai ở Đồng Tháp rất là nhiều. Anh chị nào mà mình yêu thích búp poodle, các dòng chó mặt xệ nè, hoặc là chó chó kiển, chó corgi thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0939 285 272 nha.